vị, năm 2018 là một năm thành công của thể thao Việt Nam trên nhiều mặt. Tuy nhiên, không được tự mãn với kết quả hiện có mà phải cố gắng hơn nữa vì những mục tiêu xa hơn. Đó là những khẳng định được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Thể dục Thể thao. Năm 2018, một năm ghi nhiều dấu ấn thành công của thể thao Việt Nam với hàng loạt các dấu mốc đáng chú ý là đội tuyển bóng đá nam vô địch AFF Cup sau 100 kỷ với sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Park Hang-seo với sự nỗ lực không ngừng của các cầu thủ. Đội tuyển bóng đá U23 giành ngôi Á quân châu Á. Đoàn thể thao Việt Nam ghi dấu ấn thành công tại ASEAN với 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Đại hội thể thao toàn quốc thành công tốt đẹp. Việt Nam giành quyền đăng cai SEA Games 31 được tổ chức vào năm 2021 tại Hà Nội. Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành huy chương vàng cá nhân tại giải cờ vua vô địch thế giới Olympiad. Kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương vàng và đô cử Ngô Đình Sơn giành huy chương vàng Olympic trẻ thế giới. Sau nhiều tháng trì hoãn, đại hội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 8 thành công tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đắc cử chủ tịch VFF. Với 40 huy chương ở các hạng vàng, bạc, đồng, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đứng thứ 23 toàn đoàn, ghi dấu ấn cho làng thể thao Việt Nam năm 2018. Năm 2018 cũng là một năm đại thành công đối với điền kinh Việt Nam với một huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng tại Asian Games. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã trở thành quốc gia số 1 Đông Nam Á trong môn thể thao tốc độ. Phải bảo đảm cái sự đoàn kết nhất trí trong các cái tổ chức từ Tổng cục Thể dục Thể thao cho đến các liên đoàn, cho đến các đội tuyển thể thao quốc gia. Chúng tôi đảm bảo được cái sự đoàn kết nhất trí và cùng hướng đến một cái mục tiêu. Ví dụ như là tại ASEAN chẳng hạn, hay là ví dụ như là thành công của các cái đội tuyển bóng đá trong cái giai đoạn vừa qua. Thứ hai là cái sự quyết tâm, cái sự nỗ lực quyết tâm và có các cái giải pháp mạnh mẽ, các cái giải pháp thiết thực để mà làm sao đảm bảo cho cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ. Tại lễ tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định những thành tích của thể thao Việt Nam trong năm 2018 là những nỗ lực của cả một tập thể. Những thành tích đạt được rất đáng biểu dương, một năm thành công của thể thao Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong Tổng cục Thể dục Thể thao không ngủ quên trong chiến thắng, mà cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và tìm ra nguyên nhân những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để chuẩn bị cho những giải đấu mới. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nhấn mạnh, trong năm tới, ngành thể dục thể thao cần tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 và các vòng loại Olympic, cần đưa ra những giải pháp cho từng môn, từng vận động viên có tiềm năng để làm sao thêm nhiều suất dự Olympic 2020. Cùng với đó, phải quan tâm tới công tác xã hội hóa các hoạt động thể thao để tạo thêm nguồn lực cho thể thao nước nhà. Sáng qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là trận đấu nằm trong quá trình chuẩn bị của hai đội cho ASEAN Cup 2019. Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nằm chung bảng E với Liban, Qatar và Ả Rập Xê Út ở vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Giải đấu sẽ khởi tranh tại UAE vào tháng 1 tới. Ở lần dự giải này, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đặt mục tiêu tối thiểu vào tới tứ kết. Theo huấn luyện viên Kim Jong-jun, trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày hôm nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình là dịp quan trọng để đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thẩm định chuyên môn, chuẩn bị cho ASEAN Cup. Chúng tôi đến Việt Nam hơi muộn, nhưng chúng tôi có 2 tuần để chuẩn bị cho ASEAN Cup. Do đó chúng tôi nghĩ rằng mình không gặp nhiều khó khăn ở khâu chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Thắng thua như thế nào với chúng tôi không quá quan trọng, mà quan trọng hơn là xem các cầu thủ thể hiện như thế nào. Ở ASEAN Cup tới đây, mục tiêu của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là lọt đến tứ kết. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo hy vọng đội tuyển Việt Nam không gặp thêm ca chấn thương nào trong trận giao hữu với Triều Tiên, đồng thời khẳng định cuộc so tài trước mắt là rất cần thiết để chuẩn bị cho ASEAN Cup. Ngày mai là trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2019. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất khi một số cầu thủ dính chấn thương, nhưng tôi sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Mục tiêu của đội tuyển trong trận đấu này là tránh được những chấn thương. Đây là trận đấu vô cùng ý nghĩa với tôi cũng như toàn đội, nên tôi mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup.
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang cân nhắc việc gọi trở lại trung vệ Đình Trọng, thay thế cho Lục Xuân Hưng bị chấn thương. Lục Xuân Hưng bị chấn thương trong buổi tập gần đây của đội tuyển. Tôi đang chờ kết quả của bác sĩ và sẽ có kết quả cuối cùng vào sáng mai. Chúng tôi có tính đến việc gọi lại Trần Đình Trọng. Khi kiểm tra ở Hàn Quốc, bác sĩ nói rằng chỉ có một mảnh xương vỡ rất nhỏ, không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể khiến cầu thủ bị đau. Sau AFF Cup, tôi quyết định yêu cầu Đình Trọng đi phẫu thuật vì đội tuyển phải thi đấu rất nhiều giải trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu Lục Xuân Hưng không thể tham dự Asian Cup, tôi sẽ cân nhắc việc gọi lại Đình Trọng. Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 và VTC3. Tờ Fox Sports Asia đã đưa ra danh sách top 5 ngôi sao đáng theo dõi nhất tại ASEAN Cup 2019. Trong đó có tiền đạo Quang Hải của Việt Nam và ngôi sao nổi tiếng Son Heung-min của Hàn Quốc. Ngoài ra, ba cái tên còn lại là thủ thành Nelly Etteriet của Philippines, Matthew Lecky của Úc và Yuya Osako của Nhật Bản. Bài báo này nhận xét Quang Hải như sau. Quang Hải chỉ mới 21 tuổi nhưng đã thể hiện tài năng và sự trưởng thành vượt trội so với các đồng đội cùng lứa khi anh dẫn dắt Việt Nam đến với chức vô địch AFF Cup 2018. Lần này tại Asian Cup 2019, Quang Hải cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển Việt Nam. Và họ bây giờ sẽ phải đối đầu với các đối thủ khó khăn hơn rất nhiều như Iran, Iraq ở vòng bảng. Quang Hải rất có thể sẽ tiếp tục nổi lên như một cầu thủ hàng đầu trong đội hình của Việt Nam. Với 4 bàn thắng sau 12 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, 3 trong số đó là ở giải AFF Cup gần nhất. Những điều lớn lao đang chờ đợi Quang Hải ở phía trước. Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế. Theo các nguồn tin từ Italia, Higuain In sẽ cập bến Chelsea với bản hợp đồng cho mượn 6 tháng. Và ở trường như thế nào? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Ronaldo đón Giáng sinh cùng gia đình nhỏ của mình tại quê nhà ở Bồ Đào Nha. Siêu sao người Bồ Đào Nha được ban lãnh đạo Juventus cho nghỉ ngơi ở trận đấu với Atalanta vào ngày mai để có thêm thời gian bên các con. Thủ quân của Real Madrid, Ramos, đăng tải hình ảnh bạn gái và cậu con trai đang trang trí cây thông Noel.